Nếu mọi người là một dân nghiện nước ép, hẳn sẽ không thể không biết tới thương hiệu Hurom của Hàn Quốc. Và bên cạnh còn đây chính là máy ép chậm Hurom H100, một trong những model mới nhất của nhà Hurom. Và đây sẽ là một thiết bị vô cùng hoàn hảo, có mặt trong gian bếp của bạn, đặc biệt nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ, bởi nó sẽ giữ lại hầu hết các chất dinh dưỡng có trong hoa quả. Và trong video này, Toàn sẽ giới thiệu chi tiết hơn về thiết bị thông minh này tới mọi người nhé. Điểm nổi bật của máy là đã được tinh giản thiết kế đi rất nhiều so với các dòng cũ. Sản phẩm mang phong cách sang trọng, phù hợp với không gian hiện đại, từ kiểu dáng, chất liệu đến màu sắc, mang lại cảm giác đẹp mắt. Miệng và khoang chứa nguyên liệu dung tích lên tới 2 lít, có thể cho nguyên cả quả vào. Bên trong khoang chứa là lưỡi dao sắc bén. Vì thế, quá trình chuẩn bị nguyên liệu không cần thiết với chiếc máy ép trái cây thế hệ mới này của Hurom. Phía trước máy là khoang chứa nước ép dung tích lớn. Đi kèm với đó là đầu ngăn nước thông minh, giúp nước ép và các loại trái cây được hòa trộn với nhau trước khi thưởng thức. Phía sau là khoang chứa bã được lồng vào thân chính, giúp tiết kiệm diện tích hơn. Với tốc độ quay lên tới 90 vòng một phút, máy ép chậm Hurom H400 sẽ nghiền trái cây với tần suất ổn định, không gây ma sát quá cao, giúp trái cây được phát kiệt nhưng không phá hủy các chất dinh dưỡng có bên trong. Hurom H400 có công suất 150W, ép được trái cây liên tục lên tới 30 phút với động cơ êm ái, ít tiếng ồn. Với một thiết bị nổi bật, thông minh và đẹp mắt như vậy, đã được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Vậy mọi người còn chần chờ gì mà không sắm ngay em nó về, tự tay làm ra những ly nước ép thơm ngon và giàu dinh dưỡng cho cả gia đình mình. Sản phẩm hiện đang có sẵn tại các showroom của Điện máy Quang Hạnh. Mọi người có thể đặt hàng tại đường link phía dưới của phần mô tả hoặc gọi ngay theo hotline 024-6260-1488 để được các nhân viên tư vấn rõ về sản phẩm. Với kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực gia dụng cao cấp, Điện máy Quang Hạnh cam kết sản phẩm chính hãng 100% nhập khẩu nguyên đai nguyên chiếc, chính sách 1 đổi 1 trong vòng 7 ngày nếu có lỗi của nhà sản xuất, đội ngũ chăm sóc khách hàng sau bán nhiệt tình, chu đáo, vận chuyển lắp đặt nhanh chóng, đúng hẹn. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Xin chào và gặp lại.